quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Ánh mắt nhìn rằng là làm ai xua lấy tức còn mà này. Bà thì vừa mới đi lấy cỏ về được cô bác này, bây giờ thì em Cương không còn ở nữa cho nên là lông đêm mà chỉ vắn còn bẫy luôn. Hầu màu cổ trên đá. Xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chào, gửi lời chúc tới tất cả các mạnh thường quân và tất cả các khán giả đang theo dõi trên kênh Bạn Em, và một lời chào trân trọng nhất đi vào nhà của em Cương với cô bác. Nhà của em Cương thì đến hôm nay thì cũng đã hoàn toàn xong mọi cái rồi, và tiền nong mọi cái thì cháu Lực cũng đã chi tiêu hết rồi. Hôm nay cháu Lực lên thì sẽ công khai cái tài chính, số tiền của nhà em Cương là cháu Lực nhận được bao nhiêu và nó chi những cái khoản nào nữa cô bác nhá. Thấy trước đây lúc mà vừa mới lên thì bà con ở đây đang là cái mùa mà mùa cấy của bác, và bây giờ thì lại đến mùa mà đến mùa gặt rồi. Phải nói là với em Cương thì cũng có duyên một cái khoảng thời gian mà mấy anh em cháu Lực lên kêu gọi và giúp em Cương về cái phần mà làm nhà, số tiền còn thiếu của các em, của em Cương với lại bà ấy cô bác. Thì bây giờ cái gánh nặng trên đôi vai của em Cương thì cũng đã bỏ đi một phần rồi cô bác. Bây giờ thì còn cái khoản nợ của em Cương là 25 triệu đồng rồi cô bác ạ. Cái khoản này thì hôm nọ thì em Cương có tâm sự với cháu Lực rằng là nếu mà làm nhà xong thì em sẽ bảo là cho bà ở nhà một mình, thì em ấy sẽ đi xuống cái xuôi hay là đi xa để làm những công việc để kiếm được những cái đồng tiền mà nó lớn hơn ở trên quê cô bác. Như bây giờ nếu mà trên quê em Cương làm thì một ngày chỉ có được là 100.000 thôi. Nhưng lúc mà cháu Lực lên chia sẻ thì cô bác cũng đã biết rằng là em Cương đi lái mấy cây thuê cô bác. Cái việc đấy thì rất là nguy hiểm đối với em Cương. Thì các bác cũng không có muốn rằng là em Cương đi làm những công việc đấy nữa. Và em Cương cũng đã nghe theo những ý kiến của các bác, không có tiếp tục đi lái cái mấy cây thuê nữa. Bây giờ thì sắp đến nhà của em Cương rồi cô bác. Thời tiết hôm nay ở trên vùng cao của bác thì nó sẽ hơi se lạnh một chút, cho nên là cháu Lực đã phải mặc thêm những cái áo khoác này và những cái mũ len này cô bác này. Ngôi nhà của em Cương thì trước kia là được làm hoàn toàn là bằng cái mái âm dương này cô bác, và bây giờ thì đã được lợp lên những cái tấm pro, và có thể nói là khoác lên trên mình những cái tấm pro mà màu trắng nhìn trông rất là sang cô bác ạ. Bây giờ thì có thể nói là nhà em Cương thì có vẻ là nhà đẹp nhất bản ở đây luôn rồi cô bác này. Trước kia thì gọi là một cái ngôi nhà mà nó hoàn toàn và nó dường như đã là không còn ở được nữa. Em Cương với bà kể với cháu Lực rằng là có những đêm mà mưa to ấy thì còn không có dám ngủ ở trong cô bác, phải trốn đi ra nhà người đắc của mình để ở nhờ thôi cô bác. Nhà em Cương thì hôm nọ cháu Lực lên thì cô bác cũng đã biết rằng là thu hoạch lúa mọi cái của nhà em thì cũng đã thu hoạch hết rồi. Không biết thì hôm nay lên thì em Cương là có ở nhà không cô bác. Một cái ngôi nhà mà được nằm xen kẽ ở dưới ngôi nhà hàng xóm của nhà em Cương. Ngôi nhà phía bên này là của người bác của em Cương, còn là ngôi nhà bên kia là cái ngôi nhà mà hàng xóm của em Cương. Ngôi nhà được nằm ở dưới thì có vẻ như là nó chắn ở mọi cái góc là góc gió vào rồi. Thời điểm này thì bà con ở trên vùng cao này đến thời điểm mà mùa gạt đấy cô bác, cho nên là không có ở nhà mấy. Có khi là hôm nay lên thì cũng không có bắt gặp em Cương ở nhà đấy. Nhà bác của em Cương thì có vẻ là nuôi chó này cô bác này, rất là nhiều chó luôn. Bây giờ thì hầu như là cháu Lực đi đâu thì cháu Lực đều là rất là sợ chó này cô bác này. Hôm nọ thì vừa bị cắn một lần. Đấy, một cái ngôi nhà mà được thiết kế theo kiểu là mái thái của bác, nhìn trông rất là sang và rất là đẹp. Về phần cái bên phía bên ngoài của ngôi nhà của em Cương thì được
phủ lên những cái thanh gỗ, những cái ván gỗ là ở phía bên ngoài thì được phủ là cây xoan với lại một chút là cái cây sao màu của các bác. Hai cái cây này thì để mà làm nhà thì rất là chắc chắn được các bác này. Hiện tại thì không biết là nhà em Cương có ai ở nhà không các bác. Đi vào nhà bác để nhà bác của em Cương xem nào, xem là có ở nhà không. Áo ơi, áo à? Ở nhà bác thì hầu như là không có ai ở nhà các bác. Đấy, bây giờ thì có thể nói là vào phần phía bên ngôi nhà của bác. Mới làm ngôi nhà xong thì có vẻ như là đồ đạc còn rất là nhiều, mọi cái thì hơi bừa bộn một chút, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm về cái khoản này. Thời gian nữa thì dọn dẹp để hết ra những cái đồ đạc đi ra bên láng của nhà em Cương để ở cô bác. Bây giờ thì xin mời cô bác anh chị là cùng theo chân cháu Lực đi vào nhà một chút. Đây, cái cột thang này thì được em Cương với lại các bác thợ là tận dụng cái gỗ để mà làm với cô bác này. Thì trong nhà thì có vẻ như là bây giờ phơi nhiều thóc một chút đi cô bác. Phơi nhiều thóc một chút, mọi cái dây điện thì vẫn còn chưa vào được đến nơi thôi cô bác. Bây giờ sàn thì cũng đã làm xong hết rồi. Ôi, năm nay thì có vẻ nhà em Cương có vẻ là thu hoạch cũng được khá là bao thóc cô bác. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là độ đó tầm là 20 bao thóc này. Hay trong nhà thì gỗ mọi cái thì cũng đã làm đẹp và bào lại như mới luôn cô bác. Cái ngôi nhà này thì ra mà thật sự mà nói thì gỗ của nó hỏng rất là nhiều rồi cô bác này. Thì phải đi mua một cái khoản chi phí để mua gỗ thì cũng khá là lớn. Còn là cái chỗ này thì sẽ làm sau này sẽ làm một chỗ uống nước ở đây này cô bác này. Đấy, làm một cái chỗ uống nước ở đây. Đấy, ở trên vùng cao thì hầu như là làm cái ngôi nhà sàn nào thì không thể thiếu được cái này cô bác này. Đây là những cái phong tục mà tục lệ ở trên người đồng bào dân tộc Nùng là hiện tại đang làm cô bác. Như nhà cháu Lực thì cháu Lực cũng đã ghi hình lên rồi, rằng cô bác anh chị cũng đã biết rằng là nhà cháu Lực có làm một cái chỗ để mà ngồi uống nước ấy cô bác. Chuẩn bị gần và hoàn thiện đấy cô bác, có thể là nó sẽ hơi bờ bộn một chút. Trong thời gian tới thì cháu Lực sẽ lên cùng với em Cương là dọn dẹp lại mọi cái thì nó sẽ rất là đẹp và rất là sang luôn cô bác. Là một cái ngôi nhà gỗ như này thì có vẻ là rất là sang này cô bác này. Đấy, cánh cửa nhà em Cương thì hiện tại là làm chỉ có được là hơn 1 mét thôi, 1 mét một chút thì nó cũng đã hợp với lại em hợp với ngôi nhà rồi cô bác. Hiện tại thì vẫn chưa đến cái ngày tân gia thì vẫn thể chưa lắp được cửa cô bác ạ. Phải đến ngày tân gia thì mới lắp được cửa, và trên này thì có phủ lên một cái lớp vải đỏ cô bác thì mới có thể là một cái ngôi nhà mà ở bên trong thì sẽ có người ở ấy cô bác. Hình như dây điện thì các bác thợ chắc là lấy ra để bào cái sàn này các bác, bào cái gỗ này để làm cái sàn này. Đấy. Phải nói là các bác thợ thì cũng rất là tỉ mỉ các bác khi mà lập những cái sàn gỗ này các bác này, nhìn trông rất là khít luôn. Còn bây giờ thì có vẻ như là hầu như là có những trận cơn gió thì nó sẽ không có lọt vào trong đấy các bác. Ở chỗ này thì sẽ được làm bằng cái gỗ sao mộc này các bác này. Cái gỗ sao mộc này thì phải nói là rất là lâu tuổi rồi thì mới đủ cái thích hợp mà để làm được cái ngôi nhà như này các bác ạ. Để mà làm cái hiên như này các bác. Còn phía bên này thì cháu Lực cũng đã ghi hình rằng ở bên ngoài rồi thì là nó làm bằng cái ghế xoan đỏ của bác. Cái ghế xoan đỏ này thì ở trên vùng cao thì người ta làm cái này thì cũng rất là tốt của bác. Lựa chọn mà để làm một cái ngôi nhà như này thì cũng rất là đẹp. Nó phủ lên cho mình một cái lớp màu đỏ nữa, hầu như là mình không có phải sơn nữa rồi. Ở đây thì nếu mà như do nhà em Cương mà đủ thêm cái chi phí mà mua cái sơn giả gỗ về của bác để quét lên cái sơn bóng của bác để mà quét lên thì nó sẽ rất là bóng và rất là đẹp cái ngôi nhà luôn. Và bây giờ thì để cháu Lực sẽ đi xem em Cương với lại bà ở đâu nữa, xem là có công khai được cái tài chính như luôn không, thì một tí nữa cháu Lực sẽ công khai tài chính luôn. Còn là thêm một thời gian tới thì cháu Lực sẽ làm một cái biển mà cái biển ấy bây giờ thì cháu Lực xin được bật mí một chút rằng là Ủy ban Nhân dân xã kết hợp cùng với các mạnh thường quân trên kênh bản em trao tặng ngôi nhà cho em Cương với lại bà. Đấy, như thế cô bác. Còn là bây giờ thì chắc là đi ra bên kia để xem em Cương với lại bà một chút cô bác. Đấy, đi qua đây thì đi vào thì ghi hình cho cô bác anh chị là cùng biết cái
ngôi nhà của em Cương thì đã được hoàn thiện chưa, và đã có thẩm mỹ và đã được hoàn thiện hay chưa, và cho các bác một cái ánh mắt nhìn rằng là có vẻ như là cái này này cô bác này là được em Cương với lại bà là dùng để mà chắn ra không cho gà đi vào trong ấy. Nếu mà gà đi vào trong thì nó sẽ gọi là ỉa khắp nơi, mà thành ra là lúc mà mình dọn dẹp ấy thì nó có rất là nhiều những cái phân phân gà này, phân lợn này. Đấy, còn như cái phần dưới nền nhà của em Cương các bác thì bên này sẽ cũng được làm thêm một cái bậc thang nữa để đi vào nhà. Đấy, bây giờ thì dù nước có mưa to đến đâu thì nó sẽ không có đi vào cái phần dưới nền nhà được cô bác. Đấy, có thể là cháu Lực nói đi nói lại một chút cô bác, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm rằng là bây giờ hiện tại thì cái ngôi nhà có thể là nó đang là vào cái mùa gặt hay là cái mùa thu hoạch tương, đậu tương này cô bác này, thì nó sẽ hơi là bừa bộn một chút, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho em Cương với lại cháu Lực về cái khoản này cô bác nhá. Đấy, bây giờ thì sẽ di chuyển ra bên kia để xem là em Cương với lại bà đấy, phát hiện ra nhà em Cương có một cái ổi đây cô bác này. Cái sự to vò của cháu Lực cho nên là đi vào lấy một chút cây ổi này, vạt một chút quả ổi cho nó. Ui. Ui, có vẻ là lấy một ít thôi. Đấy, đi vào đường này luôn. Bạn cameraman này. Đây là những cái quả ổi mà ở trên vùng cao này cô bác này. Quả ổi là rất là nhỏ thôi. Ở đây thì đến cái mùa này thì mới có quả ổi này. Có những cây thì rất là ngọt cô bác. Còn bây giờ thì xin mời tất cả các cô bác cùng cháu Lực ăn ổi. Ổi rất là ngọt. Ao cá là ao của nhà em Cương hao á. Có khi là Cương với bà là hộ bác để thu hoạch lúa hao á. Đến bây giờ mình nhớ ra rằng là em Cương có điện thoại không bác ạ? Thử gọi em Cương. Hôm nọ thì cũng được là bác xin đi Lê có gửi cho em Cương một cái điện thoại. Có vẻ như là em Cương đang đi làm hay đang đi đâu cô bác, gọi không ăn máy. Một tí nữa thì cháu Lực đi gặp em Cương, thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là cùng em Cương để em Cương chung vui cái niềm vui khi mà mình đã hoàn thiện một cái ngôi nhà như vậy rồi, và được tất cả các mạnh thường quân trong mọi nước gửi cho em Cương cái số tiền để mà cùng với Biên Sáng kết hợp lại để hoàn thiện cho bà với em Cương một cái ngôi nhà che nắng che mưa cô bác. Cháu Lực vừa mới nghe một tin khá là buồn cô bác ạ. Bây giờ thì chưa công khai cái quý làm nhà của em Cương ấy, nhưng mà em Cương đã vừa rồi thì bác của Cương còn nói với cháu Lực rằng là em Cương đã đi làm rồi cô bác. Còn cái lý do mà em đi làm thì phải nói là rất là làm là để mà không nói diễn tả như thế nào nữa cô bác. Nếu mà bây giờ không để em ấy đi làm thì không có tiền để mà lo cái phần khoản lãi ngân hàng nữa.
Hôm nọ thì cháu Đức cũng nghe được một tin rằng là bố của em điện về cho bác ấy, nhưng mà sau đó là không có liên lạc nữa, không có liên lạc cho lại gia đình nữa. Bây giờ thì em Cương năm nay mới có 16 tuổi thôi, không biết là đi xuống cái kia, không biết là em ấy đi làm gì. Cái lý do đấy thì hiện tại thì cháu Lực điện cho em ấy thì còn chưa có nghe máy cô bác, chắc là do là đang đi làm hay là làm cái gì đó thì chưa có tiện thể nghe máy được. Bây giờ em ấy đi làm như vậy thì cháu Lực cũng không có dám nói với em rằng là em không thể đi làm. Thì bây giờ thì cháu Lực cũng chỉ là kêu gọi giúp cho em ấy để lo cái phần mà cái số tiền mà còn thiếu làm nhà thôi. Và cái khoản ngân hàng của em thì bây giờ vẫn còn đang nợ là 25 triệu đấy. Thì bác của em Cương có nói với cháu Lực rằng là em ấy đi làm để lấy tiền về đóng cái khoản lãi, còn gửi cho bà một ít nữa để cho bà sinh hoạt hàng tháng ở nhà. Và em sẽ tiết kiệm để một thời gian nữa, không biết là tiết kiệm bao nhiêu lâu thì mới đủ 25 triệu để mà giả cái phần khoản ngân hàng của bác. Bây giờ thì trên đôi vai của em ấy vẫn còn đang chỉ có một trên mình một cái gánh nặng về cái khoản ngân hàng nữa. Thì qua cái thước phim này cháu Lực cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những tấm lòng vàng và phần trợ duyên của các ông các bà giúp em Cương để cho em ấy lo về cái khoản ngân hàng này thêm một chút để em ấy bỏ đi cho mình trên đôi vai một cái gánh nặng cô bác. Đấy, đáng nghe ra là hôm nay thì cháu Lực lên là cầm theo sổ rồi cô bác, lên là công khai cái tài chính của nhà em Cương. Nhưng mà do là em Cương cũng đang đi làm chưa có công khai được thì cháu Lực sẽ hẹn cô bác anh chị ở một cái video khác để cháu Lực công khai lên. Bây giờ thì cháu Lực đang nhìn thấy bà là đi cắt cỏ về cô bác. Bị hòn nhà mà này. Tiếp đó hòn nhà mà lẻ. Ồ, tiếp đó hòn nhà này này. Phải đi đóng vai ra. Bị tay hù bé này bà nè. Này à. Ờ, đi đây còn đấm hút bé á? Làm mai xua. Đấy tức còn bạn đấy. Bà thì vừa mới đi lấy cỏ về cô bác này. Bây giờ thì em Cương không còn ở nữa cho nên là bây giờ thì trời cũng đã tối rồi cô bác. Bây giờ thì cũng đã gần 5 giờ rồi, 5 giờ rưỡi rồi. Nhưng mà bà vẫn còn đang phải đi lấy cỏ này. Theo chân bà đi vào trong nhà một lúc thì cháu Lực sẽ hỏi về rằng là sự việc của em Cương đi làm thì đã đi làm mà được bao nhiêu ngày rồi. Hôm tuần trước cháu Lực gọi cho em Cương thì em vẫn bảo vẫn còn đang bảo là ở nhà thôi. Đi được xăng lái hôm nay rồi mà. Tôi phải đi về nè bà, nay nè. Tôi phải đi về. Đằng nay còn khâu nào ở dưới mấy? Tí nay để lại tay rồi này. Ủa cái điện lái luôn. Đây cho lúc xăng mở ra này nè. Ủa khai bởi khai này này. Chụp nhà này này. Ừ. Sao chép bổi á? Ôi đi vai đang giả mà làm ta chép bức à? Làm ta chép bức à? Để chụp bay đi xa nữa. Đây giờ nó ăn bắt không. Bắt năm á? Đúng bếp gà. Mới gà mini ra? Tầm tiệt. Ồ, mới gà mini ra? Ừ, tương xá đấy dân ẩn. Ồ, đấy đẹp đi sao ra? Ừ. Vừa rồi thì bà thì có bảo với cháu Lực rằng là hôm nay đi lên xá nhận là một cái bếp gà mini của bác này rất là nhỏ. Hầu như là ở cái xá này, ở xá này là mỗi gia đình là sẽ được một cái. Bà thì đi một mình đi lấy cỏ về và vừa rồi thì bà bảo là tự thái cỏ ấy, cho nên là cháu Lực bảo là giúp bà thái luôn. Xong thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển đi về nhà cô bác. Mặc chép bây giờ này? Chép bây giờ này mà. Mà là ta chép mà cái tí vai đi vẫn đi bồi mấy là thế nên. Này chép mù ra. Ừ, màu về lên tay. Bên này ra. Bên này á. Bên này á. Bên này á. Đấy, hôm bao bà nãy hơn nào đấy. Đấy, vừa đi lấy rau lợn này, xong lại vừa đi lấy cỏ đây cô bác này. Lấy về xong thì ở nhà bây giờ hiện tại là không có ai để mà thái cỏ cung ấy. Thì bà bảo là một tay thái, một tay cầm xuống. Tao này. Đẹp.
ăn mấy trăm nhà nung nung tôm tốt á nung tôm à trên nào trên chơi cơm à ế với lăng đài ờ ít tập nào cơm mà tôm lăng đài tôi hùng ờ tiếp tiếp có cân nặng từ đây này để lại đi bắn nó màu chứ mà ờ ờ dốc xay đó ừ hết nè ờ đài tới phút khó cày vô đây này trên này liền bắt qua phải chứ nè ờ bây giờ thì cháu Lực đang với ba là vừa thái cỏ vừa nói về em Cương một chút đấy các bác, thì một tí câu chuyện như nào thì cháu Lực sẽ nói lại cho các bác cùng nghe. Đấy, cái công việc thái cỏ này thì cũng là một cái bài tập mà giúp cho mình gọi là nóng người rất là nhanh quá. Nó cơ nó mà này nhỉ? Chứ bố ma bố lo. Bố ma nó. Ừ. Vậy thì hết để bố ma từ gần nó bảo. Ồ. Nó để cho nó bảo thôi. Dạ dương với má của con nó cao thì con nó lên. Ủa lên cũng tập với hốc. Các người tàu và chiên nộp để lái ngân hàng nào. Tàu ạ. Nha. Đây chỉ đến một nó bên này kìa. Cao đây. Tì đến mất á. Tì đến một nó bác. Ừ tê mà hư thằng cao không có. Nên là thêm bối đâu nhỉ bà bối. Nha nộp bên này kìa. Má bố con á. Ừ. Cao đấy chứ bốn điện mà. Cao cảnh sát tâm. Ai à, thêm cơn giá dấu điện. Cao luôn. Thôi thế tôi điện tổ nai bà đi bà tổ nai còn gì mày bố cứ ăn đây bố tôi điện mà tổ bác mày luôn bác xào ở chỗ ba phụ lư mà cầm cái tàu mà khẩn để bác lấy mày mà hao tiền một vị mà hôm nay phụ thì con nghiệp xào cái nào đi gửi mang hơi sót thì bả cào phải đau không mấy mì ở sát hậu chiên như bà này nhà tôi đi vay này là bác nè à nay đấy. Hôm nay thì cả ngày là Châu chưa có được ăn cỏ đâu không bác. Bà bảo là bà còn phải đi đi giả công người ta. Xong là tiện thể về là đi lấy cỏ, lấy rau lợn về để cho Châu bò luôn. Để cho Châu luôn. Còn Châu ấy, chứ bỏ coi đây ấy, tương khải, khải cũng một tù. Vâng nhá, ừ, một tù lô, tù thị thiết rồi mẹ. Tên lại cường mà châm hờ nghỉ sẽ ắt chiều mà. Tù đây á? Ừ. Một tư về chỗ này nghỉ đi bán á? Ừ à. Ừ. Còn châu bây giờ không có giá. Đấy, còn châu lớn như này thì bây giờ năm nay mới có bán được 21 của bác. Châu này thì hiện tại là cương các cô. Mua dự án à? Ờ. Có lúc có mẫu căng, có mấy hướng căng ở đây. Ờ. Châu này thì hiện tại là cương vẫn còn đang đi nuôi nhờ người ta đó cô bác. Nay nó mới chỉ tù mú à đấy à? Đó, mi tâm mì tuần, tập tự ôn, tuần cú đi đâu. Ờ. Nó tin bật tăng lên khao cũng. Ờ. Người ta đừng lắm. Nãy là thùng khâu đây nhá nè, thùng én nhá. Bà thì bây giờ bảo là nấu cơm ở đây luôn. Ờ. Thùng lên ba á. Lên. Lên lên nữa cả đấy chứ thùng khâu thùng thùng đây lên nay mà này à. Ồ, đi phải đi là phải đi. Vẫn đang phay đi chứ bên này hả? Bên kia là lắp cái đắng. Ồ. Có nên nó lại đắng nó. Thế bây giờ thì ở chỗ này cũng có một cái mái hiên ra rất là dài các bác này. Ở trên mái hiên này thì bao gồm là cả cái chuồng lợn bên dưới nữa. Còn cái phần mái hiên bên này chỉ có độ là nho ra độ tầm là 1 mét dưới là rất là vừa rồi các bác. Còn về cái câu chuyện mà của em Cương các bác thì em Cương đã là đi làm rồi. Vừa rồi thì bà cũng có nói với cháu Lực rằng là cái khoản ngân hàng ấy thì lái thì hôm nọ được 2 tháng là chưa có đóng rồi. Thì bây giờ em Cương là phải đi làm để lấy tiền là đóng lái trước tiền đó. Đấy. Bây giờ thì bỏ lại bà ở nhà một mình thôi. Bây giờ thì ở nhà một mình thì cũng phải là đành chịu thôi các bác. Và rất là may là còn có bác của em Cương ở phía bên này luôn. Thì có những cái chuyện gì thì sẽ... lo lắng cho bà luôn. Cương chỉ có đi làm và gửi tiền về hàng tháng thôi. Chẳng được không biết là em Cương liệu là một tháng em ấy gửi ra được bao nhiêu cả. Nhưng mà trước mắt là
là cứ đi làm về để trả tiền khoản lãi ngân hàng nữa. Vừa rồi thì cháu Lực điện cho em Cương chưa có được. Bây giờ thì chắc là cũng muộn rồi, thì cháu Lực sẽ điện thêm một cục nữa xem là có gọi được không. Đấy. Hai ba ngày không liên lạc với nhau mà hôm nay cháu Lực lên thì đã nghe tin rằng là em Cương đã đi làm rồi. Bây giờ em Cương đi làm thì không có trách được em Cương cả, cô bác. Đi làm về cũng chỉ đi lấy được, kiếm được những cái đồng tiền về để gửi cho bà, xong lại đóng cái khoản lãi ngân hàng thôi. Đấy, và rất là trong thời gian vừa rồi thì rất là may là khi cháu Lực kêu gọi lên thì cũng được là các bác Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho em Cương là khoản 40 triệu. Thì đã cùng Bên Sáng kết hợp làm mà nhà với nhau rồi. Này, Lan Tăng này. Này, Lan Tăng này. Alo. Alo. Đang đây đây. Alo. Chỉ gọi được alo alo thôi cô bác. Tức là do là sóng yếu sao ấy. Thì một tí nữa cháu Lực sẽ điện lại để xem là em ấy làm công việc gì. Ở dưới kia nên đi phải bị hóc say rồi nãy, bị hóc say đâu cả đấy. Hóc say này. Ồ. Cái một cầu mà cái cung trên lúc lên mà chỉ vắn còn đấy. Ồ. Vậy luôn. Ồ. Khâu mà ổ cổ trên nãy. Phúc á. Cái phải trùm đường nó hình. Ồ. Nó vẫn phùng phạc đấy. Ồ. Cái vừa rồi thì bà còn nói với cháu Lực rằng là em Cương bảo là đi làm tầm một tháng để lấy cái tiền để đóng lãi ngân hàng đó cô bác. Hóc đến đi tao mà này, nghe ra. Ừ, hóc đến đó tao mà. Ờ. Hay chín năm đến nay kìa. Ừ. Hôm nay phát cả nay không nè, hôm nay bắt đầu nay chỉ khâu chứ. Cái má gì mà xây ảo không phải lúc. Ồ, để làm thịt ba khâu mà ba lúc xăng mà ta. Ừ. Nay phía đây lúc xăng lại nó. Ừ. Nay mi thằng mà. Vừa rơi được nay nè. Cái này chỉ nói về yếu chứ. Hả? Nga tôi bị đuối này nhá. Ồ, sân ni lại cái bùa. Ờ. Đây là cái đậu tương mà năm nay nhà của em Cương của bác trồng ấy, rất là đẹp luôn các bác này. Chín này, chín thắm này. Ồ, một tập bay thế này. Tập bay đây. Tập bay đây. Ồ, làm bụng mất kìa. Đó, làm thứ bụng mà khai bụng làm thứ ở đây. Ồ, bác. Làm lê phải điện. Đúng mà, lùa là cái đây chứ. Làm bụng ở đây chứ. Hả? Hả hay lùa chứ. Hả? Hay 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 ổ. Thôi để ổ rồi này nè. Mau trốn mà. Nga. Ba ba lúc xong lên tụp tập đầy chít. Để rồi nhờ nè. Rồi nhờ. Rồi nhờ để. Đốt xong vào cái ngày chín cái ái tốt chứ. Để rồi nè. Bên hốc tập vào đây đây luôn. Ừ. Đấy, vừa rồi thì bà cũng có biếu cho Lực là hai hú. Cái đậu này có bác này, đậu này thì là đậu mới luôn. Ở đây thì đậu trên vùng cao thì nếu mà để bán ra thì giá cũng rất là rẻ cô bác. Đây cái làng tiên đấy anh à. Ừ. Bà thì bây giờ cũng lủi thủi ở nhà một mình rồi cô bác. Thế còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng sẽ di chuyển đi về thôi cô bác ạ. Ôi làng pé đấy này à. Có bao chín quần à? Bò làng pé à? Có bao chín quần. Bò làng pé này, đấm mà. Đấm. Này tôi lúc sáng là làng luôn. Cô bác này tôi mang này. Đáng lẽ là hôm nay lên thì cháu Lực sẽ công khai tài chính của nhà em Cương luôn cô bác. Nhưng mà do là em Cương chưa thì ở được thì cháu Lực sẽ chưa có công khai được cô bác nhá. Rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực về cái khoản này. Bây giờ thì trời cũng khá là tối rồi. Cháu Lực cũng sẽ di chuyển là đi về nhà thôi cô bác ạ. Về nhà thì còn nấu cơm nữa. Bây giờ thì cháu Lực tự ở riêng trên xá rồi. Thì về tự nấu cơm. Xong là mới tự ăn cơm, xong là chỉnh sửa video và đăng tải lên cho tất cả quý cô bác anh chị là cùng biết tôi. Những cái thước phim mà video cháu Lực quay lên cô bác, thí dụ như hôm nay cháu Lực quay là ngày mùng 3 thì ngày mai ngày mùng 4 thì cháu Lực mới đăng tải lên được cô bác ạ. Hay còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác anh chị.